Bây giờ, xin mời bà con mình nghe bài Phi đoàn 221 trực thăng và mặt trận An Lộc. Người kể Nguyễn Văn ức Đôi dòng tiểu sử Tháng 11, 1959 Gia nhập khóa 16 trường Võ bị quốc gia Việt Nam Tháng 12, 1962 Khi tốt nghiệp, định chọn thủy quân lục chiến nhưng lại được tuyển về quân chủng không quân. Tháng 4, 1963, học hoa tiêu trực thăng tại Hoa Kỳ. Tháng 5, 1964, tốt nghiệp về phục vụ tại phi đoàn 217, không đoàn 33 chiến thuật. Sau này di chuyển về không đoàn 74 chiến thuật tại Cần Thơ. Tháng 10, 1969, sĩ quan liên lạc không quân tại Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 1971, Phi đoàn trưởng Phi đoàn 221, không đoàn 43 chiến thuật thuộc Sư đoàn 30 quân tại Biên Hòa. Tháng 1 1973, không đoàn phó không đoàn 64 chiến thuật thuộc Sư đoàn 40 quân tại Cần Thơ. Tham gia các sinh hoạt cộng đồng đặc biệt ở các hội đoàn cựu quân nhân tại Orange County, California từ tháng 4 năm 1975 tới nay cuộc đời binh nghiệp của tôi trải qua nhiều giai đoạn, nhưng có lẽ giai đoạn khó khăn nhất, nhưng mang nhiều ý nghĩa nhất là khi tôi nhận trách nhiệm kiểm trợ cho mặt trận An Lộc vào năm 1972, tôi được thuyên chuyển về sư đoàn ba không quân tại Biên Hòa và là phi đoàn trưởng 221 trực thăng từ đầu năm 1971. Nhờ thấy. Tôi đã thu thập được nhiều kinh nghiệm về hành quân trực thăng vận và quen thuộc với địa thế vùng này. Đầu năm 1972, khi An Lộc bị Việt Cộng tấn công và mặt trận trở nên khốc liệt, phi đoàn 221 là một trong ba phi đoàn trực thăng của sư đoàn 30 quân đã được chỉ định yểm trợ trực tiếp cho quân bạn đang chiến đấu tại đây. Trong một buổi họp tham mưu với tư lệnh sư đoàn 3 không quân tại Bộ Chí huy Tiền phương quân đoàn 3 tại Lai Khê, chuẩn tướng Huỳnh Bá Tính, tư lệnh sư đoàn 3 không quân, cùng đại tá Nguyễn Văn Tường, biệt danh là Tường Mực, vì da của ông khá đen nên đơn vị gọi ông là Mực. Chuẩn tướng Tính đã ra lệnh cho tôi. Anh chịu trách nhiệm chỉ huy trực thăng, yểm trợ cho mặt trận An Lộc tôi đã tuân hành sự chỉ định này và thực hiện ngay các nhiệm vụ cần thiết. Khi cuộc chiến bắt đầu xảy ra, tôi thường bay CNC ra vào An Lộc. Tôi đã chỉ huy phi đoàn trực thăng 221, đổ liên đoàn 81 biệt cách xuống đồi gió, một ngọn đồi ở phía đông nam ngay sát thị xã An Lộc. Vào khoảng ngày 7-28 tháng 4 năm 72, ngày hôm sau tôi lại cùng phi đoàn chuyển quân tiếp viện của lữ đoàn một nhảy dù vào cùng địa điểm đại tá lê quang lưỡng đã nói với tôi đến chuyến cuối cùng anh chở tôi về chân thành để tôi đi với slick lên đại tá muốn đáp sao đơn vị cuối cùng phải không tôi hỏi anh dám đáp không đại tá lưỡng hỏi tôi nói qua máy truyền tin thật sự khi bay cnc mình chấp nhận đưa lưng cho người ta bắn trực thăng chở quân vào thường bay Race Mode. Sắc ngọn cây để tự bảo vệ, nên đã hạn chế tầm quan sát của đối phương. Bay với cao độ như vậy, trực thăng vừa xuất hiện đã biến mất khỏi tầm nhìn của địch. Bọn chúng khó phản ứng vì không đủ thời gian. Ngược lại, CNC luôn bay ở cao độ từ 2.500 tới 3.000 bộ, nên dễ bị bắn lấp. Vậy thì thôi, tôi sẽ theo chuyến cuối cùng xuống đồ gió. Các đợt chuyển quân cứ thế, đến rồi đi, rồi quay trở lại nhiều lần trực thăng vẫn mới xong toàn bộ quân số của cả lữ đoàn. Cuối cùng tôi thả bộ chỉ huy lữ đoàn nhảy dù cùng với đại tá lưỡng và bùi quyền. Trưởng ban ba lữ đoàn xuống bãi đáp đang mịt mù đất và khói bụi. Anh Bùi Quyền vốn là người bạn cùng khóa của tôi. Trên đường vào An Lộc, tôi đã cho anh Quyền mượn một headset để có thể nghe được cuộc liên lạc giữa tôi và các đơn vị bộ binh giữa không quân và để có thể nhận lệnh trực tiếp từ vị lữ đoàn trưởng. Cuối cùng, cuộc đổ quân tiếp ứng đã hoàn tất trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Vào trung tuần tháng 4 năm 72, khoảng một tuần sau, phi đoàn 221 lại chịu trách nhiệm trực thăng vận trung đoàn 8 sư đoàn 5 bộ binh, từ Lai Khê vào thẳng thị xã An Lộc. Lúc này, Việt Cộng đã chiếm nửa thành phố về phía Bắc trong khi lực lượng trú phòng đang ngăn chặn chúng ở phía nam. Vào lúc 5 giờ chiều, phi đoàn đã trực thăng vận được hai tiểu đoàn của trung đoàn này, nhưng vì trời mưa rất lớn, nên kế hoạch đưa tiểu đoàn còn lại bị hoãn cho đến ngày hôm sau. Tôi đã ra lệnh cho các trực thăng ở lại Lai Khê, trong khi tôi vào thăm tướng Lê Văn Hân và ở lại qua đêm. Ngày hôm sau, khi tôi trở lại Lai Khê để chuyên chở nốt tiểu đoàn cuối cùng, thì cũng là ngày việc Cộng dùng xe tăng T-54 tấn công vào thành phố. Liên đoàn 3 Việt Động quân đã được trực thăng vận lên An Lộc ngay từ đầu trận đánh, trước khi Cộng sản tấn chiếm cầu Cần Lê phía bắc An Lộc hơn 10 cây số. Ngoài ra, phi đoàn 221 còn chịu trách nhiệm tiếp tế và tải thương. Mỗi lần bay như vậy, phi đoàn cho 4 chiếc slick cùng 3 chiếc ship theo đề yểm trợ. Thay vì hai như thường lệ, với hỏa lực hùng mạnh của ba chiếc gunship ship và sự linh hoạt của nó mới đủ sức áp đảo hỏa lực phòng không của địch vốn rất mạnh ở đây. Tất cả bay Rice Mode bay thấp chỉ trên ngọn cây để đối phương không thấy và không kịp bắn từ tân khai lên. Cách cho Slick bay sát ngọn cây để tránh ít bị việc cộng bắn, nhưng phải bay theo cùng một lộ trình ngày này qua ngày khác, nên không tạo được yếu tố bất ngờ đã bộc lộ nhiều khuyết điểm. Chúng đã nghĩ ra cách ngăn chặn đoàn trực thăng ra vào An Lộc bằng cách bố trí người nằm trên đọt cây cao su rồi dùng súng chặn bắn. Mặc dù cố gắng nhưng một số máy bay vẫn bị trúng đạn của Cộng sản Bắc Việt và phi hành đoàn bị thương khá nhiều. Các trực thăng dù không bị rơi nhưng khi về đến phi trường mới biết máy bay bị trúng đạn qua những lỗ thủng còn lưu lại trên thân. Tình hình đã xấu, nhưng vẫn chưa phải là xấu nhất. Cho đến khi có hai chiếc bị bắn nổ trên bầu trời cùng với phi hành đoàn, tôi đã ra lệnh ngưng thực hiện các phi vụ để chờ lệnh của sư đoàn ba không quân. Tôi đã đề nghị với Trung tướng Nguyễn Văn Minh tư lệnh quân đoàn ba khi ông lên thị sát mặt trận. Thưa Trung tướng, với mức độ thiệt hại như vậy, mình không thể tiếp tục ểm trợ quân bạn. Sự tổn thất hàng ngày sẽ khiến chúng ta không còn phương tiện đề nghị trung tướng tìm cách khác. Anna có cách nào không? Có thể sử dụng C-123 hay A C-130 thả dù. Sau khi họp với băng tham mưu, ông đã đồng ý với ý kiến của tôi. Ông đã đề nghị với Bộ Tư lệnh Không quân cho sử dụng C-123 và C-130. Tiếp tế bằng loại máy bay này lại bộc lộ khuyết điểm khác, vì phải bay cao để tránh hỏa lực phòng không của Việt Cộng nên tỷ lệ hàng tiếp tế cho quân bạn chỉ khoảng 50%, đa số đã lọt vào tay Việt Cộng. Do đó các chiếc máy bay này đã phải bay race mode để việc thả dù chính xác hơn. Vì thế các phi hành đoàn gặp khó khăn hơn, không linh hoạt như trực thăng. Các máy bay này coi như phơi bụng chờ cộng sản bắt việc dùng đủ mọi loại súng bắn. Cuối cùng, một chiếc C-123 đã bị phòng công việc cộng bắn rơi trên An Lộc. Tôi không rõ sự tổng thất của phi hành đoàn, nhưng chắc chắn không hứa hẹn điều tốt lành. Từ đó, việc dùng trực thăng để tiếp tế gần như không thể thực hiện. Khi tình hình chiến sự tại mặt trận An Lộc trở nên nghiêm trọng, đơn vị trú phòng chỉ còn dựa vào sự yểm trợ của B-52, F-5 và Cobra. Phần lớn của không lực Mỹ vì chưa triệt hạ được hệ thống phòng không của Việt Cộng hoàn toàn. Cobra cũng bị tổn thất nhiều dù đã bay ở cao độ 5.000 hoặc 6.000 bộ. Sau hai tuần lễ, trong buổi thuyết trình của quân đoàn 3 cho Trung tướng Trần Văn Minh, tư lệnh không quân, sau phần thuyết trình, Trung tướng Minh xoay qua chuẩn tướng tính nói, tôi nghĩ thiếu tá ước có kinh nghiệm thực tế, do đó giao nhiệm vụ cho thiếu tá ước là hợp lý, chính vì thế tôi không còn cơ hội khác hơn là tận tình thực hiện nhiệm vụ của một quân nhân hai ba ngày sau viên cố vấn mỹ thuộc quân đoàn 3 nói với chúng tôi đã có đến bốn chiếc trực thăng của chúng tôi vào an lộc và không bị bắn chuẩn tướng tính đã yêu cầu tôi kiểm soát lại tôi ra bãi đáp sân bay lai khê thì thấy bốn chiếc trực thăng của mỹ vẽ bốn vạch trắng từ lường bên này sang bên kia ngoài ra phi hành đoàn còn đội heo mệt trắng tôi đã biết rằng chúng tôi đang bị chơi xỏ tôi bình tĩnh cầm tấm bản đồ nói với viên thiếu tá phi công trực thăng hoa kỳ tôi nghe nói ông đã hướng dẫn bốn trực thăng vào an lộc mà không bị bắn yes sir Chỉ cho tôi đường bay ông ta chỉ con đường đi vòng lên tống ly Lê chân rồi vào an lộc Lúc này căn cứ Tống Lê Chân đang bị vây hãm và tất cả vùng này đang nằm dưới sự kiểm soát của Cộng sản. Nếu tôi ngây thơ nghe ông ta thì chắc chúng tôi không còn ai để tới mục tiêu. Tôi đã nói với ông ta rằng tôi có thể bay lệch sang trái hoặc phải 500 mét vì không nắm chính xác đường bay do đó có thể bị việc cộng bắn hạ. Tôi nói thêm, tôi và ông cùng bay trên máy bay của tôi rồi ông chỉ cho tôi chính xác đường vào an lộc No, sir, I can't. cho đến nay tôi vẫn không hiểu dụng ý của phía mỹ khi báo cho chúng tôi biết là họ có thể vào an lộc bằng cách riêng của họ tất cả máy bay của ta đều sân màu ngụy trang phi hành đoàn phải dùng quân phục ngụy trang mũ được sân màu ngụy trang thế mà các phi cơ không tránh khỏi bị bắn trong suốt đường bay trong khi đó máy bay của họ sân vạch trắng phi công đội mũ sân trắng thật là một câu chuyện nực cười. Tôi đã trở lại phòng họp và không giấu khỏi sự bực dọc khi trình bày lại vấn đề với thượng cấp. Sau nhiều lần, việc cộng tấn công chính diện vào An Lộc bị thất bại và thiệt hại nặng. Nơi đây tương đối trở nên yên tĩnh. Địch dường như bị tổn thất nhiều nên không thể mở những trận đánh lớn hơn. Khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6, các đơn vị trấn giữ an lộc rất cần thêm quân để tái bổ sung thêm đạn dược và súng ống để tái trang bị vì bị pháo kích và tấn công lẹ tẻ các đơn vị của ta từng ngày bị thiệt hại dần như thương binh đang từ từ chảy máu mà không có dụng cụ cầm giữ họ cần được tiếp tế và tăng cường quân số mau lẹ khoảng đầu tháng 6 năm 72 Tôi được Trung tướng Tư lệnh quân đoàn 3 mời họp để bàn về việc trực thăng trung đoàn 15 của sư đoàn chính bộ binh và tiểu đoàn 6 nhảy dù vào An Lộc để tăng cường cho mặt trận. Tôi đã trình bày với Trung tướng Tư lệnh quân đoàn 3. Nếu Trung tướng đồng ý đổ quân theo đề nghị của tôi, tôi có thể đổ hết trung đoàn 15 và tiểu đoàn 6 nhảy dù với hy vọng thiệt hại tối thiểu. Cầm bản đồ, tôi đã kính đáo trình bày kế hoạch được phát họa trong đầu với riêng ông vậy tôi làm như vậy là để tránh những tin tức hành quân có thể bị lọt ra ngoài, khiến việc cộng có cơ hội chặn đánh. Sau khi nghe tôi thuyết trình, ông nói, tôi đồng ý. Quay sang các đơn vị trưởng bộ binh, tôi nói, vào sáng giờ sáng ngày mai, trước khi trực thăng vận tôi sẽ thuyết trình với quý vị địa điểm và cách đổ quân. Sáng hôm sau tôi đã trình bày cùng Trung tá Cần, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 15 và vị tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 nhảy dù. Đây là một cuộc đổ quân mà trực thăng không đáp. Máy bay chỉ hô vờ cách mặt đất khoảng 1 mét, rồi các đơn vị bộ binh tuần tự nhảy xuống. Vì địa điểm này là một khu rừng trồi nên máy bay không thể đáp thẳng xuống đất. Tôi đã bay CNC từng ngày trao vào An Lộc nên gần như thuộc lòng địa thế nơi đây. Một khu vực nằm bên trái Tân Khai cách An Lộc 3 km về phía nam, bên trái quốc lộ 13, là một khu rừng thưa sát rừng cao su diện tích khá lớn. Khu vực này không tiện cho trực thăng đổ quân, nhưng lại rất thuận lợi cho ta nếu thực hiện ý định này. Vì việc cộng không nghi ngờ nên chỉ bố trí vài chút nhằm ngăn chặn và báo động nếu các đơn vị của ta muốn di chuyển về phía nam hướng Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên tôi chỉ huy một cuộc đổ quân dùng một hộp đoàn gồm khoảng 30 chiếc, thuộc ba phi đoàn trực thăng của sư đoàn 30 quân. Cùng một lúc, chưa kể trực thăng chiến đấu một phi đoàn có khoảng 33 tới 38 trực thăng nhưng trên thực tế mỗi phi đoàn chỉ có thể dùng khoảng 10 cho mỗi fly, ba ship và một cnc lý do là máy bay cần được bảo trì và sửa chữa bình thường mỗi fly của phi đội dùng khoảng từ 10 tới 15 chiếc trực thăng chở một đại đội đổ xuống mục tiêu rồi quay về bốc đại đội kế tiếp Giờ đây, ba phi đoàn gồm khoảng 30 chiếc trực thăng. Mỗi phi đoàn cất các cánh cách nhau 5 phút. Trực thăng vận nguyên cả tiểu đoàn bộ binh suốt mục tiêu trong một lần. Trong đợt đổ quân đầu, một kinh ship đã bị bắn hỏng nhưng đã cứu bay vào khu vực có quân bản nên cả phi hành đoàn được cứu. Các đợt sau, các máy bay đều bị bắn và bãi đáp bị pháo kích. Qua báo cáo từ dưới đất, cho biết việc cẩm cũng đã pháo kích vào vị trí gây thiệt hại ít nhiều cho đơn vị bạn. Rõ ràng, việc cộng đã không kịp chuẩn bị để tấn công đơn vị này. Khi về đến Lai Khê kiểm soát lại, chúng tôi mới thấy các máy bay chở quân cũng bị trúng đạn nhiều qua những lỗ thủng trên thân. Nhưng may mắn không có chiếc nào bị hư hỏng nặng. Cuối cùng, cuộc hành quân trực thân vẫn đã chấm dứt với tổn thất được coi như tối thiểu, như dự đoán. Qua tin tức của phòng hành quân, tôi được biết đơn vị này đã bắt tay được với các đơn vị phòng thủ khoảng hai hai ba ngày sau đó. Phi đoàn 221 cũng đã trực thăng vận tiểu đoàn 6, thuộc lữ đoàn 1 nhảy dù xuống đồi gió An Lộc. Khi tới đây, tiểu đoàn 6 được lệnh phòng thủ trên đồi. Tiểu đoàn đã bố trí hai đại đội nằm trên và hai đại đội dưới chân đồi. Đêm hôm sau, Việt Cộng đã tấn công và chặt đơn vị này làm hai vì áp lực của địch quá mạnh, hai đại đội phía dưới phải dạt về hướng Nam và bố trí trong một trảng rừng cao su, trong khi hai đại đội phòng thủ phía trên được lệnh trúc vào thị xã. Phi đoàn 221 phải bốc hai đại đội này về lại Lai Khê để bổ sung quân số cho cuộc đổ quân sau này. Vì quân số còn đông trong khi phương tiện chuyên chở giới hạn, nên có chiếc trực thăng phải chở đến khoảng 30 người đến nỗi phi công phải overdrive đẩy cất cánh. Khi về tới căn cứ, chiếc trực thăng này đã bị bỏ do máy đã bị hư hỏng. Trong giai đoạn này, sư đoàn 21 bộ binh cũng đã được chuyển tới đây, nhưng việc chuyên chở do một phi đoàn trực thăng tại vùng 4 đảm trách. Trong thời gian giữa tháng 4 và đầu tháng 5, tôi vẫn bay CNC để chỉ huy. Một lần, tôi, Đại tá Tuần Mực và viên Đại tá Cố vấn Sư đoàn ba không quân bay vào An Lộc để quan sát tình hình. Đột nhiên, phòng không ba ly của Cộng sản Bắc Việt bắn nổ cách tôi khoảng 50 mét, khiến máy bay bị dội ngược quay ngang 90 độ. Khi cơn cuồng phong của sức nổ không hất vào thân máy bay, chúng tôi may mắn không ai bị thương nhưng đã bị dao động dữ dội. Về đến Lai Khê, chúng tôi mới biết cánh quạt đuôi có nhiều lỗ thủng thật là một kinh nghiệm khủng khiếp. Mặc dù phi đoàn 221 có khoảng 30 trực thăng chuyên chở, nhưng phi đoàn có đến 110 sĩ quan hoa tiêu, 110 hạ sĩ quan, trong đó một nửa là cơ khí viên phi hành và một nửa là xạ thủ phi hành. Trong số những hoa tiêu này tôi còn gặp các anh Nguyễn Văn Thân, Ủ Từ Hạnh, Đàm Khánh Thụy, Nguyễn Văn Điều, Vinh Châu, Mai Văn Quế, các hoa tiêu và phi hành đoàn không thể bay liên tục trong thời gian dài. Do đó họ cần được phân công bay theo lịch trình ấn định và có thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra phi đoàn 221 cũng có một số ganh xếp giữ nhiệm vụ yểm trợ cho trực thăng chở quân. Tuy nhiên, trên thực tế, các trực thăng võ trang cũng yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh khi có yêu cầu. Việt Cộng rất sợ loại máy bay này vì hỏa lực mạnh, độ chính xác rất cao và sự linh hoạt của nó khi trở về lai khê các trực thăng võ trang thường dùng hết đạn được mang theo khi yểm trợ cho an lộc các phi công đôi khi mỗi ngày phải thực hiện hai phi vụ khi có nhu cầu của chiến trường trong giai đoạn đầu khi cần chuyển quân và khi mặt trận chưa nặng các phi công bay ra vào an lộc nhiều lần cho đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành nhưng khi mặt trận trở nên khốc liệt mỗi phi hành đoàn có thể bay chỉ một lần và phi vụ kế tiếp dành cho phi hành đoàn khác nếu cần vì việc điều khiển phi cơ chính xác tùy thuộc rất nhiều vào sự tỉnh táo của họ ra vào một mặt trận không phải là chuyến bay dạo trên không mà là những hiểm nguy mà các phi hành đoàn sẽ phải đối mặt mỗi lần vào an lộc là mỗi lần như đi vào đất chết chúng ta cố gắng tiếp tế chuyển quân cho an lộc trong khi việt cộng cố tình ngăn chặn bằng cách bắn hạ trực thăng phương tiện liên lạc duy nhất với nơi đây họ có thể nhận lãnh đạn ak phòng không của cộng sản bắc việt trên đường bay đến và đi nhận lãnh pháo kích khi đang ở bãi nhưng họ vẫn giữ bề ngoài tươi tỉnh sẵn sàng chấp nhận tương lai bất trắc để làm tròn nhiệm vụ phi hành đoàn gồm những phi công trẻ phải là những người can đảm sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Khi trực thăng cất cánh, đều suy nghĩ duy nhất là làm sao thực hiện xong phi vụ và mong trở về an toàn. Một lần tôi đã nói chuyện với họ. Anh em nhớ, thời tôi mới ra trường làm phi công, việc cộng chỉ dùng súng nặng nhất là AK hoặc Đại Liên. Giờ đây các anh sẽ phải đối diện với vũ khí nhẹ nhất là AK. Đừng có lơ là đùa giỡn khi điều khiển máy bay cần cố gắng giữ mạng sống của mình bằng cách theo đúng nguyên tắc. Vì phi công chết vì chiến tranh chỉ chiếm khoảng 20%, còn 80% chết vì trở ngại kỹ thuật hoặc vì sự lơ đảnh coi thường nguyên tắc điều khiển máy bay. Phi hành đoàn và các đơn vị bộ binh đón nhận sự nguy hiểm có khác nhau. Sau thi hành một phi vụ xong trở về, phi hành đoàn có thể nghỉ ngơi chờ phi vụ tới nhưng các đơn vị bộ binh phải đối diện với nguy hiểm liên tục cho đến chừng nào mặt trận chấm dứt. Phi hành đoàn chỉ chịu đựng ngắn hạn sự nguy hiểm, nhiều nhất là 30 phút, đến và đi khỏi mặt trận. Nhưng trong khoảng thời gian đó, phi hành đoàn trở thành mục tiêu chính của việc cộng và có thể bị bắn hạ bằng nhiều loại súng của chúng bất cứ lúc nào. Định mệnh mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự may mắn tính toán chính xác của phi công và các xạ thủ. Sau 40 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75, hôm nay tôi có dịp cảm ơn các quân nhân thuộc phi đoàn 221 đã góp sức cùng tôi làm tròn trách nhiệm nặng nề trong nhiều mặt trận, ở nhiều nơi, đặc biệt vào mùa hè đỏ lửa ở chiến trường An Lộc. Nơi đây phi đoàn 221 đã phải thực hiện nhiều phi vụ vô cùng nguy hiểm các phi công và các xạ thủ đã phải chịu đựng áp lực tinh thần nặng nề, cũng như sự tổn thất lớn. Chỉ có những người có tinh thần kỷ luật quân đội cao và đầy lòng can đảm mới có thể chu toàn nhiệm vụ. Nhân dịp này tôi xin nghiêng mình trước sự hy sinh của những người đã khuất. Phi đoàn 221 được mọi người nể trọng là do sự đóng góp của tất cả mọi người. Có thể nói mặt trận an lộc kéo dài khoảng 90 ngày thì tôi có mặt ở bầu trời an lộc khoảng 70 ngày. Tôi không bao giờ nghĩ có thể sống sót để gặp mặt gia đình vợ con sau những tháng ngày yểm trợ cho mặt trận. Thượng đế đã thương anh em chúng tôi vì đến nay vẫn còn có thể gặp lại nhau. Những quân nhân của phi đoàn 221 trực thăng còn sống sót sau chiến dịch 1972, chắc cùng ý nghĩ như tôi. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.